đời nếu yêu vui là bao, còn nếu không đời buồn ra sao. Anh luôn mong em cho anh tiếng yêu khi nào, anh yêu em như anh đâu biết chẳng cớ sao. Đời sẽ vui khi được yêu, buồn biết bao chẳng được ai yêu. Đôi ta yêu nhau bao nhiêu giấc mơ thần tiên, đừng vội ra yêu rồi mau quên. Oh mama, để xin mãi luôn được yêu. Oh mama, để xin mãi luôn có nhau. Oh mama, đời anh mãi mãi yêu em mà thôi người ơi. Đời nếu yêu vui là bao, còn nếu không để buồn ra sao. Anh luôn mong em cho anh tiếng yêu khi nào, anh yêu em như anh đâu biết chẳng cớ sao. Đời sẽ vui khi được yêu, buồn biết bao chẳng được ai yêu. Đôi ta yêu nhau bao nhiêu giấc mơ thầm tiên, đừng vội dài yêu rồi mau quên. Oh mama, để xin mãi luôn được yêu. Oh mama, để xin mãi luôn có nhau. Oh mama, đời anh mãi mãi yêu em mà thôi người ơi. Hơi. Oh mama, đời xin mãi luôn được yêu. Oh mama, để xin mãi luôn có nhau. Oh mama, đời anh mãi mãi yêu em mà thôi người ơi. Đời nếu yêu vui là bao, đời nếu yêu vui là bao, còn nếu không để buồn ra sao, còn nếu không để buồn ra sao. Anh luôn mong em cho anh tiếng yêu khi nào, anh yêu em như anh đâu biết chẳng cớ sao. Đời sẽ vui khi được yêu, đời sẽ vui khi được yêu. Buồn biết bao chẳng được ai, buồn biết bao chẳng được ai yêu. Đôi ta yêu nhau bao nhiêu giấc mơ thần tiên, đừng vội dại yêu rồi mau quên. Oh mama, để xin mãi luôn được yêu. Oh mama, để xin mãi luôn có nhau. Oh mama, đời anh mãi mãi yêu em mà thôi người ơi. Hơi. Oh mama, để xin mãi luôn được yêu. Oh mama, để xin mãi luôn có nhau. Oh mama, đời anh mãi mãi yêu em mà thôi người ơi. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết tái đắm trời xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống cánh bông mười giờ, bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguy nương mơ ước ngày nên đôi. Vẫn không sợ ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu.
rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồng nao lâng lâng sao xuyến đêm ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm cầu xanh, đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống các bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ đây gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm quê hương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đậm sâu. Đám cưới thật to, khách mời quan viên hai họ, nghe đâu đến cả mấy trăm. Làng ta hôm nay vui lắm, tưng bừng như hồi ngày xuân, ai cũng khoe quần áo mới, nhìn ai cũng thật lạ tươi. Ô kìa chú rể đẹp trai, cô dâu dịu dàng xinh quá, nhân duyên chắc do trời định, thật là xinh lứa vừa đôi. Thông gia mới thật là vui, rượu mời tiếng cười rơm ra. Kìa kìa mấy cô mấy chị, trao nhau lá trầu miếng câu, chúc cho thắm tình thắm duyên, chúc cho trăm năm hạnh phúc, chúc cho ba con hai họ siết chặt mối tình thông gia. Làng ta hôm nay vui quá, chúc mừng chú rể cô dâu, nào ta cùng nâng ly rượu, uống cạn ta mừng ngày vui.
Làng ta hôm nay vui quá, có một đám cưới thật to, khách mời quan viên hai hò, nghe đâu đến cả mấy trăm. Làng ta hôm nay vui lắm, tưng bừng như hồi ngày xuân, ai cũng khoe quần áo mới, nhìn ai cũng thật là tươi. Ô kìa chú dê đẹp trai, cô dâu dịu dàng xinh quá, nhân duyên chắc do trời định, thật là xanh lứa vừa đôi. Thông gia mới thật là vui, rượu mời tiếng cười rơm ra. Kìa kìa mấy cô mấy chị, trao nhau lá trầu mến câu, chúc cho thắm tình thắm duyên, chúc cho trăm năm hạnh phúc, chúc cho bà con hài hòa, siết chặt mối tình thông gia. Làng ta hôm nay vui quá, chúc mừng chú rể cô dâu, nào ta cùng nâng ly rượu, uống cạn ta mừng ngày vui. Nào ta cùng nâng ly rượu, uống cạn ta mừng ngày vui. Hãy subscribe.
mời hát giót trên trà mời nhau. Để anh xuân hơn miếng trầu dẫu rằng vẫn biết hoa cầu gió bay. Xa em đừng ngã tay, xa em đừng nên ngã, đừng ngã tự thân đừng thân bỏ qua, đừng ăn cầu người ơi người ở đừng về. Cho cuộc anh mắt em ngừng để người dưng nhớ người dưng về lại. Xa miếng trầu đừng quay, xa trên trà đừng thân, xa người ngoan đừng ngát thì dối ơi hãy lại phải lòng lê bây giờ. Xa ngõ mới trông ra ngõ mà chờ. Xa em đừng ngã tay, xa em đừng nên ngã, đừng ngã tự thân đừng thân bỏ qua, đừng ngã cầu người ơi người ở đừng về. Thuộc giáo họ Minh Đường, giáo xứ Quất Lâm. Cũng như với sự hiện diện đông vui của quý ông bà cháu bác họ hàng, quý khách của gia đình cùng các niên anh niên chị, nam thanh và nữ tú, bạn bè thân tình của chàng rể Thảo, nàng dâu xinh đẹp đã về cùng gia đình chúng tôi. Xin mời quý vị chúng ta xích lại gần nhau để tình người sẽ được lan tỏa, và chúng ta cùng nâng chén trà xanh đượm tình rể Thảo, điếu thuốc thơm đẹp nghĩa dâu hiền. Và thông gia hai họ giờ đây sẽ được nối liền, và tình yêu của đứa bạn trẻ sẽ được vững bền thủy chung. Lời đầu tiên tốt đẹp nhất, chúng tôi xin được màn phép thêm lời ban tổ chức cùng gia đình truyền cảm ơn trân trọng của chàng rể Thảo và nàng du sinh, cũng như ekip những người thực hiện chương trình đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Vân Thọ. MC Hoàng Đạo sẽ được thay lời cho ekip những người thực hiện chương trình, xin gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nồng nhiệt nhất ạ. Kính chúc quý vị và gia đình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, an khang và thịnh vượng. Chúc cho sự gặp gỡ, mối tình thông gia của hai gia đình chúng ta trong câu chuyện tình yêu với chương trình Lễ Ăn Hỏi được diễn ra thành công rực rỡ. Trọng kính quý cố, kính thưa quý cụ cao niên kính mến, kính thưa các bậc cha bác cô dì cậu mợ, đôi bên gia đình, đôi bên dòng họ kính mến, thưa toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ xa gần rất thân mến. Khi nói về tình yêu thì chúng ta cũng phải khẳng định với nhau một điều rằng Thiên Chúa là tình yêu, chính người đã sắp đặt an bài mọi sự để hai gia đình chúng ta nay kết tình thông gia lại càng gần hơn. Thưa quý vị, hạnh phúc hôn nhân và gia đình, đây cũng là một sự kiện quan trọng bậc nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Bởi hôn nhân nó được bắt nguồn và được khởi nguồn từ tình yêu, một đề tài muôn thuở của toàn thể nhân loại. Vì tình yêu là chân lý và là lẽ sống cho mọi thế hệ và thời đại. Chính vì thế mà từ ngàn năm nay và cho tới mai sau, tình yêu luôn là hướng đi, là ánh sáng soi đường chỉ lối, dẫn đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu. Và rồi trái trên cây cũng tới ngày sẽ chín, và cây ra hoa cũng tới ngày chữ quả. Và tình yêu cũng vậy, khi hai trái tim đã tìm thấy một nửa đích thực của đời mình thì sẽ có một ngày hợp lại làm một. Thưa toàn thể quý vị, Đỗ Mai và Đinh Trường sau một thời gian dài quen biết và tìm hiểu, hai em đã tự nguyện đem lòng yêu thương nhau, quyết định cùng nhau nắm lấy bàn tay để tiến tới tình yêu, hôn nhân và gia đình. Thế rồi tình yêu ấy đã được sự đồng ý vun vén tác hợp của đôi bên gia đình, đôi bên dòng họ, được đôi bên cha mẹ đồng ý
và được chính quyền hai địa phương nhất trí hoan nghênh. Chính vì vậy, hai gia đình chúng tôi ấn định đã chọn ngày mai, Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024, nhằm ngày 18 tháng 9 năm Giáp Thìn, ngày lành tháng tốt, để hai gia đình long trọng tổ chức mừng đại lễ thành hôn và lễ vô quy, chúc phúc cho cô dâu, chú rể về chung một nhà bên nhau. Chính vì vậy, buổi chiều tối ngày hôm qua, tại ngôi thánh đường của giáo xứ Ngưỡng Nhân, cha cố Giuse đã dâng thánh lễ, để rồi cô dâu và chú rể đã lĩnh nhận phép bí tích hôn phối không bao giờ đổi thay. Trong niềm vui ấy, ngày hôm nay, sự hiện diện cao quý của các quý vị đại diện cho đôi bên gia đình, đôi bên dòng họ, quý khách của gia đình và anh chị em chúng ta cùng về nơi đây để chung tay viết nên câu chuyện của tình yêu, chúc phúc cho chàng trẻ Thảo và nàng dâu xinh. Chúng tôi, thưa quý vị, xin được vui mừng giới thiệu tới quý vị mối tình thông gia giữa hai gia đình. Thân sinh ra chàng rể trân trọng giới thiệu ông Đinh Văn Phấn, bà Trịnh Thị Hòa là cha là mẹ của chú rể Đinh Trường. Thân sinh ra nàng dâu, chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Đỗ Xuân Phong, bà Mai Thị Trinh là cha là mẹ của cô dâu Đỗ Mai. Trước hết, chúng ta chúc mừng tình thông gia giữa hai gia đình, chúc phúc cho cô dâu chú rể, chúc mừng trong chương trình lễ hỏi buổi trưa ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thực sự nồng nhiệt để chào chúc nhau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và rồi pháo tay pháo của mọi người, pháo mừng hạnh phúc, pháo mừng đẹp duyên, để chúng ta tiếp tục lan tỏa câu chuyện của tình yêu, chúc cho tình nghĩa thông gia giữa hai gia đình, chúc cho cô dâu chú rể trong chương trình buổi trưa nay. Anh em chúng tôi gửi tới quý vị với ca khúc Hoa Cau Vườn Trầu, để ca khúc ấy nói nên ý nghĩa hai gia đình thắm tình thông gia, đượm thắm duyên cau. Xin mời quý vị tiếp tục sự tiệc trà chung vui trong niềm vui lớn của hai gia đình. Nhà anh có một vườn cau, nhà em có một vườn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên đây, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai mờ. Hoa cau rụng trắng sân nói để hoa cau rụng trắng đêm trăng buồn. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cơ ngàn ngát quanh vườn trầu. Lá vẫn xanh như tươi màu, xin ai đừng để lá trầu vàng. Thùa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm đâu dễ mấy ai quên. Nhà anh có một vườn cau, nhà em có một vườn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên đây, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai mờ. Hoa trắng đêm trăng buồn. Hoa
là bần xanh như tươi màu. Xin ai đừng để lá trổ vàng, là bần xanh như tươi màu. Xin ai đừng để lá trổ vàng. Xin quý vị vang lên trong bàn tay đồng nhiệt để chúc mừng tình thông gia của hai gia đình chúng ta. Kính thưa quý vị, để rồi miếng trầu bao giờ cũng là đầu câu chuyện. Và rồi trầu này trầu tính trầu tình, trầu loan trầu phượng, trầu mình trầu ta. Trầu này kết nghĩa thông gia, để mà nên nghĩa mẹ cha chung tình, chung xây hạnh phúc gia đình và thỏa lòng cha mẹ, thắm tình cầu mong. Trở về với chương trình lễ hỏi buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình quý họ nhà trai. Ông sẽ gửi tới quý vị lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất, và thông qua đó, ông sẽ nêu nên nội dung, lý do ý nghĩa với cơ trầu, các sinh lễ trong chương trình lễ đặt trầu ăn hỏi, lễ xin cưới, cũng như đồng thời, ông sẽ có lời thư chuyện với gia đình họ nhà gái chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc quý vị vang lên trong bàn tay nồng nhiệt để chào đón lời phát biểu đến từ phía gia đình quý họ nhà trai. Trọng kính cụ cố, kính thưa các cụ ông, các cụ bà, cha bác, cô dì, cậu mợ, anh em trong hai dòng họ, là những người cao cả của hai dòng họ ngày hôm nay. Trước hết cho phép tôi được có lời chào, lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất tới tất cả các cụ trong ngày lễ ăn hỏi hôm nay. Trước hết chúng ta xin được cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa. Cảm ơn các bậc tiền nhân đã phúc ấm các ngài, đã phụ trợ cho con, cho cháu và cho đến ngày hôm nay. Giữa hai gia đình, ông bà ông Trùng Phấn và ông bà ông Trường Phong đã sinh thành ra hai người con. Trong quá trình nuôi dưỡng, ấp ủ và nay các cháu đã trưởng thành, đã được đôi bên cha mẹ vun đắp họ hàng giữa hai họ chúng ta cầu chúc, để rồi hai cháu sẽ trở nên duyên vợ chồng hôm nay, ngày mai và mãi mãi mai sau. Để đến được ngày hôm nay thì hai cháu đã được học những khóa giáo lý hôn nhân thật là xuất sắc, và đã được cha xứ Giuse đã dâng thánh lễ để cầu nguyện cho hai cháu trong ngày ban bí tích hôn phối vào ngày chiều hôm qua vào lúc 17 giờ thật là trang trọng, sốt sắng và đầy những tình của cha bác anh em đối với hai dòng họ. Kính thưa hai họ, trong cái ngày hôm nay, hai gia đình ông bà ông Trường Phấn và ông bà ông Trường Phong, hai gia đình để lo liệu cho con và đã thống nhất cái chương trình của ngày ăn hỏi hôm nay. Và họ nhà trai chúng tôi hôm nay về đây, trước hết cho phép tôi được xin được trân trọng giới thiệu các cụ cao cả cũng như các bậc của họ nhà trai chúng tôi để về dự cùng với họ nhà gái hôm nay. Trước hết tôi xin được trân trọng giới thiệu, đây là ông Chánh Tú và cụ Chánh Tú, là người thân sinh ra ông bà Trùng Phấn. Và đây là các ông là ngang hàng với ông bà Trùng Phấn. Thì tôi cũng xin phép được giới thiệu một phần vậy thôi. Nếu ra là trong họ thì rất là đông, để giới thiệu hết thì cũng rất là dài. Bởi vì cho nên là giữa hai của nội ngoại bên họ nhà ông Trùng Phấn. Và xin thưa các cụ, thì bên này á thì có cụ đây là người thân sinh ra ông bà Trùng Phấn, và đây bà ngoại, tức là sinh ra bà Trùng Phấn. Và đây có bà Chánh Thanh, cũng là hàng ông bà, ngang hàng với này chỗ ông bà ông Chánh Tú, là người thân sinh ra ông Trùng Phấn ở đây. Và tí nữa thì quên, tôi cũng là người cậu, thì các gọi là cậu, tức là tôi là em của bà Chánh Tú, tức là
là người em trai, để xin được kính chỉnh như vậy. Và đến giờ này thì cũng xin thưa với trong hai họ thì cũng thật là vui mừng và phấn khởi. Không cái gì bằng ngày hôm nay và đợi cho ngày mai. Thì trong cái niềm vui mừng ấy, ông bà ông trùm phấn hôm nay cũng đã chuẩn bị có các cơ trầu, các mâm lễ để về trình với họ nhà gái, và cũng là để dâng lên các bậc tiền nhân các cái lễ vật. Và giờ đây thì tôi xin được giới thiệu các cái lễ vật của chúng tôi họ nhà trai để về trong họ nhà gái hôm nay. Trước hết tôi xin được trân trọng giới thiệu, đây là cơ trầu. Thì theo cái phong tục trước đây thì do hai ông bà giữa hai gia đình có thống nhất là chúng ta sẽ kết hợp hai ngày, tức là theo phong tục cũ trước đây thì chúng ta có thể có thời gian cho phép thì chúng ta sẽ tổ chức ngày đặt trầu và ngày hỏi cả. Tính mà giữa hai gia đình đã thống nhất thì chúng tôi hôm nay được phép là sẽ trình cả cơ trầu, đặt trầu và trong ngày hỏi cả hôm ngày ăn hỏi hôm nay. Và tiếp lễ là cái lễ vật để rồi chuẩn bị cho ngày mai là cái ngày tân hôn cho các cháu và cũng ngày lễ cho các cháu, thì chúng tôi có cái lễ vật gọi là trình lễ xin dâu. Xin lỗi các cụ, là trình lễ xin dâu. Đấy là hai cái lễ vật xin thưa với này các cụ như vậy. Và sau đây thì tôi cũng xin được thưa tiếp, tức là trong các năm kiếm bâm lễ hôm nay, thế thì trước hết thì nói về đến cái chầu cau. Chầu cau thì nó mang một cái ý nghĩa là cũng trình bắt đầu. Bắt đầu của đôi nứa, bắt đầu của tình yêu, bắt đầu của hai cháu. Để rồi các cháu đã đi đến hôn nhân. Mà nhất là chầu cau cũng là đầu của câu chuyện. Mà chầu cau nó sẽ mang lại cho chúng ta khăng khít giữa hai dòng họ, thể hiện rằng chúng ta hai dòng họ lúc nào cũng luôn luôn trên bên nhau. Và chúng xin thưa các cụ là trong chầu cau đấy thì ta vẫn nói là thường thường là có là 105 quả. Ý nghĩa của 105 quả là gì? Tức là mong rằng hai cháu sẽ sống thọ đến 105 năm. Đấy là cái phần đó thì tôi cũng xin được nói như vậy. Và tiếp nữa là nói đến hoa và mâm đây. Tức là chúng ta nhất là nhắc nhở cho các cháu không bao giờ quên ơn ông bà, cha mẹ và tổ tiên. Chúng ta dâng lên cha mẹ và ông bà tổ tiên để rồi tất cả những gì chúng ta làm sẽ được các ngài lúc nào cũng luôn luôn phụ trợ để cầu nguyện cho chúng ta luôn mạnh khỏe và bình an. Và tiếp đến là rượu và trà. Thì tôi nói là nếu như chúng ta ăn cỗ mà không có rượu và trà thì đúng là nó cũng không vui. Đấy, bởi vì trong cái rượu và trà thì nó mang những cái ý nghĩa để rồi cho giữa hai dòng họ chúng ta lúc nào để cũng dâng lên những cái lời chúc, lời chào tốt đẹp nhất. Và sau nữa là đến bánh phu thê. Người ta gọi là bánh phu thê. Bánh này đấy thường thường là trước kia trên đấy các cụ là tôi được biết đấy, là bánh này là những người đi dự ngày hôm nay thì đã hưởng rồi. Thế nhưng là còn người ở nhà thể hiện rằng như vậy, dù bằng ta không đi được nhưng chúng ta vẫn được hưởng cái bánh phu thê này để rồi để cho biết rằng các cháu đã xây dựng một gia đình và cho tương lai sau này để rồi cầu nguyện cho các cháu. Tôi cũng xin được trình bày các cái phần lễ vật mà hôm nay chúng tôi đã mang về họ nhà gái để trình trước hai họ. Và sau đây thì cũng xin thưa với hai dòng họ, cũng thật là vui mừng, thật là phấn khởi trong ngày hôm nay để chuẩn bị cho cái ngày lễ hỏi cả, ngày lễ ăn hỏi hôm nay. Thì hai gia đình, ông bà ông Trùm Phấn và ông bà ông Trường Phong đã trọng mời các cụ, các ông, các bà, các bậc cao cả và toàn thể quý vị của hai dòng họ để về đây để dự cái bữa tiệc mừng, cũng là để chúc mừng cho đôi tân hôn hôm nay và ngày mai, và cũng là để chúc mừng cho nhau, chúc sức khỏe nhau. Và giờ đây thì trong cái bữa tiệc hôm nay thì bên họ nhà trai chúng tôi nó cùng với
gia đình họ nhà gái, nhất là ông bà Hồng Trùng Phấn và ông bà Hồng Trường Phong đã trọng mời và có tổ chức. Và sau đây thì chúng tôi đại diện cho nhà trai cũng có một phần để phần quà để cùng với gia đình ông bà ông Trùng Phong, để hai gia đình để cùng lo công việc cho các cháu ngày hôm nay cũng như ngày mai sau. Xin một vị đại diện cho gia đình nên nhận. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe lời phát biểu của vị đại diện cho phái đoàn cao cả của gia đình họ nhà trai. Trước hết ông gửi tới quý vị những lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất, lời trọng kính tới diện diện của quý cố, quý cụ cao niên, cấp bậc cả bề trên, cùng quý ông bà cho bác họ hàng. Và có lẽ rằng chúng tôi cũng đã từng đi phục vụ ở rất nhiều đám, nhưng chưa có một đám nào mà chúng tôi thấy có một vị đại biểu phát biểu mà lại đầy đủ ý nghĩa các nội dung sự kiện như vậy. Ông đã nêu lên các lý do, các nội dung và ý nghĩa của câu chào hỏi cả, các sinh lễ trong chương trình lễ đặt chầu ăn hỏi và lễ xin cưới ngày mai được xin dâu. Thưa quý vị, ông nói rất là đầy đủ ý nghĩa, thấm tình thông gia. Và thưa quý vị, để rồi vui nay được đón họ nhà trai cùng là họ gái đủ đầy đông vui, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại diện cho gia đình họ nhà gái, ông cũng có lời chào, lời chúc, lời cảm ơn chân thành, cũng như giới thiệu các thành phần tham dự của gia đình họ nhà gái. Và thông qua đó, ông sẽ tiếp nhận cơ chầu sinh lễ trong chương trình lễ đặt chầu ăn hỏi và lễ xin dẫn cưới. Chúc quý vị vang lên chào tay nồng nhiệt để chào đón. Kính thưa quý cụ ông cụ bà, kính thưa các bậc cô dì chú bác, kính thưa tất cả các thành viên trong hai dòng họ cùng bạn bè nam nữ thân phúc của hai cháu. Tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi là bác của cháu Đỗ Mai. Và hôm nay rất vinh dự, tôi là vị đại diện cho họ nhà gái. Trước tiên thì thay lời cho ông bà trưởng Phong Trinh cũng như tất cả quý cụ, quý ông, quý bà của họ nhà gái, xin chân thành cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện cho họ nhà trai. Một lời phát biểu rất đủ đầy, thắm tình, đậm nghĩa. Và cũng thay lời cho họ nhà gái, chúng tôi xin đón nhận các cơ chầu sính lễ rất là chỉnh chu mà họ nhà trai đã chuẩn bị một cách là đầy đủ để đưa sang trong ngày lễ ăn hỏi này. Vâng ạ, và tôi cũng xin gửi lời chào trân trọng, lời cảm ơn chân tình và lời kính chúc sức khỏe, chúc quý cụ ông, cụ bà, tất cả các thành viên trong hai dòng họ mạnh khỏe và chúc buổi lễ ăn hỏi của hai cháu thành công tốt đẹp. Vâng ạ, kính thưa hai dòng họ. Ngày hôm qua rất là vinh dự cho hai dòng họ đã về chứng kiến thánh lễ hôn phối. Dưới sự chứng kiến đầy đủ của quý cụ ông, cụ bà và hai dòng họ chứng kiến một ngày mà Thiên Chúa đã tác lập hai cháu chính thức lên vợ chồng. Quý vị ơi, cho một tràng pháo tay chúc mừng hai cháu cái đã. Vâng ạ, như thế là cháu Đỗ Mai và Đinh Trưởng, các cháu đã lớn khốn và đã trưởng thành. Hai cháu tự tìm hiểu, quen nhau, rồi các cháu đến yêu nhau. Và hai cháu đã tâm đầu, ý hợp và cùng nhau hướng đến xây dựng một gia đình mới. Và hai cháu đã về báo cáo với lại hai bên gia đình, cũng như được sự đồng thuận của hai dòng họ. Và ngày hôm nay đây thì sự thống nhất của hai bên gia đình đã tổ chức buổi lễ ăn hỏi và tiến đến ngày mai sẽ tổ chức đại lễ thành hôn cho hai cháu tại tư gia của ông bà Trùng Phấn. Thì thay lời cho họ gái, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả các quý vị trong hai dòng họ hôm nay đã về đây để tham dự buổi lễ ăn hỏi cho các cháu. Xin kính chúc toàn thể quý vị mạnh khỏe, bình an và mọi điều như ý. Xin cảm ơn. Vừa rồi quý vị chúng ta vừa lắng nghe lời phát biểu của vị đại diện cho gia đình họ nhà gái.
Trước hết ông gửi tới sự hiện diện của quý cụ, quý ông, quý bà, cấp bậc cho bác, cô dì cậu mợ, đại diện cho đôi bên gia đình, đôi bên dòng họ với những lời chào, lời chúc rất là tốt đẹp. Và đồng thời, ông cũng đã cảm ơn sự chuẩn bị rất là chu đáo, thịnh tình kín lưỡng của gia đình ông bà Trùm Phấn và gia đình quý họ nhà trai vì tình thương con và thương mến cháu đã chuẩn bị đầy đủ ý nghĩa với chính lễ, lễ vật theo thuần phong mỹ tục của quê hương. Và đồng thời, ông cũng đã cảm ơn và tiếp nhận cơ chầu sinh lễ trong chương trình lễ đặt chầu ăn hỏi, lễ xin dẫn cưới. Cho nên ngay bây giờ, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu lên sân khấu với sự hiện diện của hai vị đại diện cho hai gia đình. Một vị đại diện cho gia đình họ nhà trai sẽ trao, vị đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ nhận. Và chúng tôi cũng mời lên sân khấu mối tình thông gia giữa hai gia đình. Thân sinh ra chàng rể trân trọng giới thiệu ông Đinh Văn Phấn, bà Trịnh Thị Hòa là cha là mẹ của chú rể cùng tiến lên sân khấu. Thân sinh ra nàng dâu chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Đỗ Xuân Phong, bà Mai Thị Trinh. Xin mời quý ông bà thông gia chúng ta cùng tiến lên sân khấu để cùng với hai vị đại diện cho gia đình chúng ta sẽ trao và nhận từng lễ một. Để giúp cho hai vị đại diện cho gia đình trao và nhận từng lễ một thì chúng tôi xin nhờ bộ phận giúp nén hỏi các chàng trai, các cô gái chúng ta sẽ đứng ở vị trí phía bên tiền sảnh của gia đình để sau đó chúng ta sẽ trao từng lễ một cho hai ông trao và nhận cho nhau. Xin mời bộ phận giúp nén hỏi các chàng trai, các cô gái. Chúng tôi thấy vì lý do điều kiện cho nên cô dâu chú rể sẽ hiện diện với chúng ta sớm phút nữa. Thì xin mời hai vị đại diện cho gia đình ạ. Đã được gia đình đắc cử. Hai vị đại diện hai gia đình chúng ta đứng vào vị trí giữa. Vị bố mẹ của chú rể thì đứng bên vị nhà trai. Và bố mẹ cô dâu thì đứng bên vị đại diện nhà gái. Chúng ta tiến lên đằng trước một chút ạ. Chúng ta tiến lên vị trí đằng trước kìa. Thưa quý vị, chúng tôi xin được thêm lời cho hai vị đại diện cho gia đình và tứ thân phụ mẫu, các ông bà thông gia xin gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nồng nhiệt nhất. Chúng ta sẽ cúi đầu thật nhẹ nhàng để có lời chào thay lời cảm ơn. 1, 2, 3 và quý vị dành tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng ạ. Và ngay bây giờ xin mời cặp số 1, một nam một nữ với cơ chầu, các bạn sẽ trao cho ông nhà trai, ông nhà trai trao cho ông nhà gái và sau đó các bạn sẽ chuyển vào trong nhà giúp cho gia đình. Đến chầu là đầu câu chuyện, chúc quý vị vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng ạ. Và cặp vừa rồi các bạn sẽ chuyển vào trong nhà. Cô dâu chú rể đã sẵn sàng ra sân khấu chưa ạ? Vâng ạ, hai nhân vật quan trọng của ngày hôm nay đó chính là chàng rể Thảo, nàng dâu xinh đẹp sẽ cùng tiến đặt sân khấu. Tiến hẳn lên trên sân khấu trên này cũng được ạ. Chú rể thì đứng bên nhà trai, cô dâu đứng bên nhà gái. Hai bạn đứng sang hai bên đi. Cô dâu đứng sang bên mẹ của mình á. Chú rể đứng sang bên này. Chú rể đứng sang bên này, đúng rồi ạ. Và xin mời cặp số 2 ạ. Cặp số 2 chúng ta sẽ tiếp tục trao lễ lan phượng xung vầy với hai lễ quan trọng nhất của ngày hôm nay. Một tràng pháo tay nữa để chúng ta cùng chúc mừng ạ. Với những sinh lễ được trang trí rất đẹp, rất tinh soạn và rất tỉ mỉ. Và vừa rồi chúng ta sẽ chuyển vào trong nhà. Xin mời cặp tiếp theo với trà thuốc diệu tình quê mình. Sau những sinh lễ hoa quả bốn mùa là những hoa trái của tình yêu mà Thiên Chúa đã tặng ban, thì lúc này đây với trà diệu thuốc tình quê mình để kết tình thông gia giữa hai nhà. Với những ảnh rất tuyệt vời, xin quý vị dành tràng pháo tay nồng nhiệt. Sau đó chúng ta sẽ chuyển vào trong nhà. Xin mời hai ông đại diện hai gia đình chúng ta bắt tay nhau ạ. Hai ông bắt tay nhau cho thêm phần gắn bó và đoàn kết. Một tràng pháo tay chúc mừng tình thông gia của hai gia đình chúng tôi. Mời hai ông trở về vị trí ban đầu đi ạ. Xin mời cặp tiếp theo với bia. Chúng ta sẽ nhường cho hai bố trao và nhận ạ. Xin mời cặp và tiếp theo hai bố sẽ trao và nhận với men bia của tình nồng. Một tràng pháo tay nữa để chúng ta cùng chúc mừng ạ.
sau đó chúng ta sẽ chuyển vào trong nhà. Chúng ta sẽ hướng về nhà nhiếp ảnh đi ạ, để có những hình ảnh đẹp nhất. Rồi xin cảm ơn. Xin mời cặp tiếp theo ạ. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng son sắt giữa mình với ta. Sự ngọt ngào thi vị trong tình yêu được hòa quyện vào với hương vị tình đồng của chiếc bánh. Một tràng pháo tay để chúng ta cùng chúc mừng thưa quý vị. Và xin hai bố sẽ đổi vị trí cho hai mẹ. Giờ đây xin hai mẹ sẽ trao và nhận lễ xin cưới để ngày mai xin được đón dâu. Hai mẹ cứ đứng ở trên đấy đi ạ. Có bộ phận giúp tận tay cho hai mẹ. Các bạn ơi, các bạn chuyển giúp lên cho chúng tôi với ạ. Các bạn giúp lễ đấy ạ. Đây đây các bạn ra đây chuyển lên giúp cho. Với những nét đẹp và truyền thống của hai gia đình chúng ta ngày hôm nay thực hiện rất là đủ đầy. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị ạ, với những sinh lễ rất là ý nghĩa. Rồi một bạn sẽ ra chuyển vào trong nhà giúp cho ạ. Xin là hai mẹ sẽ chào và nhận với lễ xin cưới. Và giờ đây xin mời vị trưởng đoàn của nhà trai sẽ tiếp tục lên sân khấu. Và trưởng đoàn nhà gái để chúng ta sẽ trao và nhận với lễ tiếp theo. Đây là tấm lòng của nhà trai đã có sự chuẩn bị rất là thịnh tình. Xin mời trưởng đoàn nhà gái chúng ta lên đi ạ. Hai ông đứng vào giữa đi ạ. Mời hai ông đứng vào giữa. Vâng ạ. Đấy. Mời ông nhà gái cũng tiến lên trên này đi ạ. Cho hai dòng họ cũng thật là vui mừng và phấn khởi cho hai gia đình, hai dòng họ chúng ta. Và giờ đây tôi được đại diện cho thay lời trong bàn chủ phấn có lễ vật để chuyển về gửi về gia đình họ nhà gái. Và xin vị đại diện cùng với chúng ta để chúc mừng cho ngày phúc hôm nay. Xin được kính mời ông. Và cũng xin thưa với hai dòng họ, cũng không biết nói gì hơn. Và trong cái niềm phấn khởi của người mẹ chú rể, để rồi trong cái ngày hôm nay đã nhận được người con gái như là con gái vậy, và chính là người con dâu cho tương lai hôm nay và ngày mai. Và cũng xin thưa với trong hai họ là kể ra mà chưa nuôi được mấy, với như chưa nuôi mà hiện nay là đã có con rồi. Đấy là cái quý nhất. Và chính vì tâm tình đó mà người mẹ cũng có một chút quà để mừng cho người con dâu mới trong cái ngày hôm nay của ngày lễ ăn hỏi của hai dòng họ. Và giờ này thì mẹ sẽ có quà để trao cho con dâu. Xin cả chúng ta đều hướng về sân khấu để rồi chúng ta cùng chúc mừng cho nhau, chúc mừng sức khỏe cho hai dòng họ, hai gia đình. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you.
Và như vậy thì người mẹ đã trao những phần quà rất đặc biệt cho người con dâu. Và giờ này, trước khi ngừng lời một lần nữa, tôi được đại diện cho họ nhà trai xin được kính chúc sức khỏe tốt đẹp nhất tới tất cả các cụ, quý ông, quý bà của hai dòng họ. Nguyện xin Thiên Chúa ban trên cụ cố, quý cụ, quý ông, quý bà của hai dòng họ chúng ta luôn bình an, mạnh khỏe và được Chúa gìn giữ để rồi cho ngày hôm nay và ngày mai, ngày lễ thành hôn cho hai cháu được thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin được trân trọng kính chúc và cảm ơn. Thưa quý vị, vừa rồi thì vị đại diện về phía gia đình họ nhà trai cũng đã nói lên với các nội dung quan trọng trong buổi trưa ngày hôm nay. Trước hết là gia đình họ nhà trai đã bày tỏ tấm lòng của mình qua phong bao để nói lên sự gắn kết tình thông gia giữa hai nhà. Và cũng như đồng thời, thưa quý vị, cô dâu nói với chú rể rằng bố mẹ đâu của riêng anh, bố mẹ là của chúng mình đấy thôi. Bố mẹ tuy không đẻ không nuôi, nhưng em sẽ nhớ ơn bố mẹ suốt đời không thôi. Một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng cho hai gia đình chúng tôi ạ. Giờ đây thì các ông bà thông gia chúng ta tiến lên bên trên một chút để bắt tay nhau ạ. Bắt tay nhau thêm phần gắn bó và đoàn kết tình thông gia giữa hai nhà. Một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng tình thông gia của hai gia đình chúng tôi ạ. Mời các ông bà thông gia và đại diện của hai gia đình chúng ta trở về vị trí ban đầu đi ạ. Xin mời quý vị chúng ta trở về vị trí ban đầu. Mời cô dâu chú rể đứng xích lại gần nhau thêm một chút nữa. Giờ đây thì cô dâu và chú rể đã nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp của quý vị. Và để cảm ơn tất cả sự hiện diện của quý vị đã về nơi đây, cô dâu chú rể sẽ cúi đầu thật nhẹ nhàng để có lời chào thay lời cảm ơn. 1, 2, 3 và quý vị dành tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng ạ. Và giờ đây rất vinh dự cho gia đình chúng con được chào đón sự hiện diện của cha Giuse, là cha chú, cha gia đình lúc này cũng trở về để chúc mừng cho hai gia đình hai họ chúng ta. Chúng ta dành tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón cha Giuse ạ. Ngài là cha quê hương, cha gia đình ạ, ngài là người cha chú của cô dâu. Ở giờ đây thì cô dâu chú rể sẽ đến các dòng bàn để rót nước và thay lời cảm ơn một ít phút nữa. Vì lý do điều kiện thời gian, nhưng chúng tôi xin dành độ mấy phút thôi. Cô dâu chú rể đi sang bên dòng bên này cho nó rộng hơn một chút ạ. Để rót nước, mời thuốc thay lời cảm ơn tới quan viên bốn họ hai nhà, nhận cha bác, nhận họ hàng, nhận những lời chúc tốt đẹp nhất mà quý vị dành cho nương nương trong buổi trưa ngày hôm nay. Hôm nay khách đến chơi nhà, cô dâu chú rể rót nước mời trà mừng vui. Đẹp lòng tan lắm người ơi, thuốc thơm khói tỏa, lời mời ái ân. Khách xa cùng với khách gần, bà cô chú bác người thân cùng mừng. Một ưu chín đợi người mong, đỗ mai đinh trưởng ngày mai sẽ nên duyên vợ chồng trong năm. Lời hát xuống chén trà mời nhau, giọt lời hát xuống chén trà mời nhau. Để anh rơi một miếng trầu dâu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền nã, đừng ao tứ thân, đừng khăn bỏ quà, đừng hát câu người ơi người ở đừng về. Chót thương ánh mắt ngập ngừng để người dưng nhớ người dưng thế này. Ra miếng chầu đừng cay, ra chén trà đừng chát, ra người ngoan đừng hát thì dối hơi ai lại phải lòng để bây giờ. Ra ngõ thấy mấy trông ra ngõ mà trông. Có lẽ vì lý do điều kiện là thời gian cũng đã khá là buồn rồi. Và chắc chắn rằng là hai gia đình chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để chúng ta ngồi lại với nhau, tâm sự cũng như tọa đàm bàn bạc thống nhất để chương trình đại lễ ngày mai được diễn ra tốt đẹp hơn. Chính vì lý do đó buổi trưa nay gia đình chúng tôi có tổ chức trong niềm vui nền liên hoan phấn khởi, đặc biệt nhất là có sự hiện diện của cha Giuse, cha chú, cha gia đình
thì chúng con xin mời lên sân khấu diện diện của cha Giuse sẽ có những lời chúc mừng, và cũng như cha sẽ cùng nguyện xin lên Thiên Chúa để xin Chúa thanh hóa chúc lành quán để mọi người chúng ta được dùng bữa. Xin chân trọng bắt tay nồng nhiệt để chào đón diện diện của cha Giuse ạ. Lời đầu tiên con thì mới đi tĩnh tâm về, và sáng nay thì mới xong, thì con tranh thủ đi về để gặp gỡ để chúc mừng cho các cháu, cũng như gặp tất cả quý quan khách của hai bên gia đình. Con thấy, nhận thấy thì hôm nay bầu khí nhà con thì thường thường có mình mẹ con nhà thôi, thấy nó vắng vẻ lắm. Và hôm nay thì có đông hơn, có những gương mặt thì rất quen, có những gương mặt thì có thể lần đầu mới gặp, nhưng mà từ trước thì lạ sau quen. Nhưng sau đó thì con thấy là chắc chắn hôm nay mẹ con là vui nhất. Tại vì mọi ngày cứ hưu quạnh của một mình. Vâng, thì đó là cái tâm tình con cũng hòa với mẹ con, là cảm thấy rất là vui, rất là hân hạnh. Vì hôm nay được anh chị con chọn chính ngôi nhà, chúng con vẫn gọi với trong gia đình với nhau, đây là ngôi nhà chung, ngôi nhà tổ. Thì trong đây cũng có sự đóng góp của tất cả mọi thành viên trong gia tộc chúng con. Và hôm nay một lần nữa con thay lời cho tất cả gia đình xin được đón chào tất cả quý khách hiện diện hôm nay, cũng như tất cả quý nội tộc như ngoại tộc đang hiện diện hôm nay cùng với gia đình chúng con. Chúng ta cùng chào đón nhau một tràng pháo tay nữa ạ. Rồi chú cũng xin chúc mừng hai cháu Đinh Trưởng và Đỗ Mai. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả chúng con luôn được bình an trong đời sống gia đình, cũng như là một tấm gương sáng để qua đó, qua đời sống mà chúng con đã chọn lựa tối hôm qua. Lẽ ra tối hôm qua thì theo chương trình cha sĩ sắp xếp và chú sẽ về dâng lễ cho chúng con, nhưng mà chú đã trong tĩnh tâm năm, tĩnh tâm buộc cho nên không thể về được. Mà cha sứ thì trách nhiệm chính, còn chú thì về cho vui thôi. Nhưng mà thôi, chú vẫn hiệp lời trong thánh lễ, trong giờ chầu để cầu nguyện cho chúng con, cho hai bên gia đình. Để chúng ta cũng dâng cho Chúa tất cả niềm vui của chúng ta hôm nay sẽ được kéo dài mãi. Đó là con cháu của chúng ta nên gia thất, nên những người chồng, người vợ gương mẫu, và đặc biệt rồi đây sẽ là người bố, người mẹ gương mẫu, để rồi từ chính gia đình là cái nôi đầu tiên giáo dục đức tin. Thì chúng ta cũng cầu nguyện cho các cháu, ngoài vấn đề giống như bao nhiêu đôi bạn trẻ khác đến tuổi thì lập gia đình, nhưng cũng đồng thời phải ý thức rằng chúng con là người Kitô hữu, người con cái Chúa, chúng con phải nâng đỡ nhau để cùng giúp nhau nên thánh. Thì con nghĩ rằng những ngày mà chúng ta hướng về cho con cháu chúng ta, và đặc biệt chúng ta là những người sống đức tin, cái điều đó là một điều khát vọng mà mỗi người đều ao ước cho chính từng gia đình của chúng ta, cũng như đặc biệt hai cháu hôm nay. Chúng con xin được cảm ơn tất cả mọi người, và giờ đây xin Chúa thương thánh hóa và chúc lành cho mỗi người chúng ta. Cả nhà ơi! Dạ, xin thinh lặng cho con 30 giây thôi ạ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, lạy Chúa xin thương chúc lành cho chúng con, cách riêng là hai cháu Đinh Trưởng và Đỗ Mai hôm nay, và những lương thực do lòng rộng rãi Chúa ban cho chúng con hưởng dùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa xin dẫn dắt chúng con trên đường dương thế, để mai sau được dự tiệc vui với Chúa trên trời. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con xin được kính chúc cả nhà mình ăn ngon miệng. Con xin cảm ơn. Con xin được cảm ơn cha Giuse. Ngài đã có những lời cầu chúc tốt đẹp nhất tới sự hiện diện của đôi bên gia đình, đôi bên dòng họ, để chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì Chúa đã quy tụ tất cả mọi người chúng ta về ngôi nhà chung hôm nay, để chúng ta tạ ơn Chúa trong niềm vui vì cô dâu chú rể đã cùng thề nguyện, cùng dắt tay nhau đến trước bàn thờ của Thiên Chúa sẽ lan tỏa tình yêu của Ngài, là những chứng nhân tin mừng, cùng sống với nhau hạnh phúc trăm năm. Giờ đây thì Chúa đã thanh hóa chúc lành của ăn để mọi người chúng ta được dùng bữa. Xin quý vị chúng ta sẽ cùng lâng cốc để chúc mừng cho tình thông gia giữa hai gia đình, chúc phúc cho cô dâu chú rể trong câu chuyện tình yêu, và chúc quý vị một bữa tiệc thực sự vui vẻ và ngon miệng.
xin chân thành được cảm ơn. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một, hai, ba, yo. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha, ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau. Đối với gia đình họ Gái chúng tôi thì mong muốn được mời quý khách chúng ta cùng ngồi lại với thời gian hơn nữa, vì hôm nay là cái buổi khởi đầu của hai gia đình chúng ta trong mối tình thông gia được gặp gỡ đông vui và đủ đầy như thế này, để chúng ta tiếp tục tọa đàm với nhau, trò chuyện để chương trình ngày mai được diễn ra tốt đẹp nhất. Nhưng có lẽ vì lý do điều kiện thời gian cũng như về chuẩn bị với chương trình của hai gia đình chúng ta ngày mai thì hai gia đình còn rất nhiều những công việc tiếp theo cần phải chuẩn bị. Cho nên các quý vị đại diện cho gia đình họ nhà trai lúc này cũng xin phép để được lại nhà. Trước hết là gia đình họ nhà trai sẽ có lời chào và lời cảm ơn. Và bên cạnh đó, đại diện cho nhà trai sẽ thống nhất với chúng ta về nội dung kế hoạch cho chương trình ngày mai. Chúc quý vị dành tràng pháo tay nồng nhiệt để chúng ta chào đón lời cảm ơn của vị đại diện cho gia đình họ nhà trai. Kính thưa quý cụ, các ông, các bà, kính thưa các bậc cha dì, chú bác, kính thưa các vị quý khách gần xa, thưa bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu, lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị đại biểu, khách quý, trong tâm tình tạ ơn Chúa ban cho hai ông, hai bà đã sinh thành ra được những người con. Hôm nay các cháu đã đến tuổi trưởng thành, được phép của bố mẹ đôi bên cho các cháu được tìm hiểu kỹ càng và chín muồi. Hôm nay hai ông hai bà chọn ngày này tháng tốt, mời hai họ về đây để tổ chức lễ đính hôn cho hai cháu Đỗ Mai và Đinh Trưởng. Vậy hôm nay tôi đại diện cho họ nhà trai, tôi đại diện cho ông bà Tùng Phấn cảm ơn quý cụ, các ông, các bà, họ nhà gái đã tiếp đón họ nhà trai chúng tôi rất là nồng hậu. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Giờ đây tôi đại diện cho họ nhà trai, tôi đại diện cho ông bà Tùng Phấn kính mời quý cụ, các ông, các bà, thời gian ngày mai là ngày hai ông, hai bà tổ chức trăm năm hạnh phúc cho các cháu. Thời gian vào hồi 10 giờ kém, họ nhà trai chúng tôi xin đón dâu và đón họ về tại nhà ông bà Tùng Phấn và họ nhà trai chúng tôi để tổ chức trăm năm hạnh phúc cho các cháu. Cuối cùng tôi xin ngừng lời, tôi đại diện cho họ nhà trai,
tôi đại diện cho ông bà Tùng Phấn. Kính chúc quý cụ các ông các bà, kính chúc các vị ông cha dì chú bác, kính chúc các vị quý khách gần xa, chúc các bạn bè thanh niên nam nữ có một sức khỏe và hạnh phúc. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Chúng ta vừa lắng nghe với lời phát biểu của vị đại diện cho gia đình họ nhà trai. Trước hết ông gửi tới quý vị những lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất. Và thông qua đó ông đã cảm ơn gia đình họ nhà gái đã đón tiếp gia đình họ nhà trai một cách rất nồng hậu. Và có như đồng thời ông cũng đã thống nhất với chúng ta về nội dung kế hoạch thời gian giờ giấc ngày mai xin được đón dâu. Thưa quý vị, từ buổi sáng tới giờ thì ai cũng khen là hai gia đình chúng ta là khéo chọn ngày. Bởi vì hôm nay là ngày khởi đầu mà thời tiết đã đẹp rồi. Nhưng ngày mai là một ngày rất là ý nghĩa, ngày 20 tháng 10. Ngày mà chúng ta cùng hướng về một nửa của thế giới những người phụ nữ xinh đẹp. Để mỗi người chúng ta là những bông hoa thật tươi thật thơm. Xin thay lời cho tất cả quý ông quý anh chúc cho các bà, các mẹ, các chị luôn luôn là những bông hoa tươi thật thơm. Để chúng ta tô điểm cho đời, tô điểm cho cuộc đời thơi thêm mãi. Và đặc biệt nhất là ngày mai cũng là một ngày rất là tuyệt vời, ngày mà cô dâu, chú rể về chung một nhà, ngày mà hai gia đình chúng ta được gặp gỡ nơi đây để tạo nên một không gian đẹp. Giờ đây ban tổ chức trân trọng giới thiệu vị đại diện cho gia đình họ nhà gái chúng ta sẽ có lời cảm ơn trân trọng được đáp từ. Chúc quý vị dành tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón ạ. Trọng kính các cụ, khi nào cho đến tháng 10 cho câu nảy nọc cho chầu chầu bông. Kính thưa, lời đầu tiên cho tôi gửi chào lời trân trọng nhất. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, hai bên dòng họ ngày hôm nay được ơn Chúa thương cho ông bà, ông Trùng Phong và ông bà, ông Trùng Phấn đã có hai người con đi xây dựng gia đình. Vậy tôi không biết nói gì hơn hết. Gia đình ông bà, ông Phong hôm nay cũng tổ chức một bữa cơm thân thiện. Và có cái điều gì thiếu khuyết xin được lượng thứ cho ông bà, ông Trưởng Phong chúng tôi, rồi tất cả trong dòng họ của chúng tôi. Trước khi ngừng lời, tôi xin kính chúc các quý vị một sức khỏe dồi dào trong Chúa và mẹ Maria. Xin chân thành cảm ơn. Vừa rồi vị đại diện về phía gia đình họ nhà gái, trước hết là ông gửi tới quý vị những lời chào, lời chúc và lời cảm ơn chân thành nhất. Và đặc biệt là cũng đã cảm ơn sự hiện diện chân tình quý báu của các quý vị đại diện đôi bên gia đình, đôi bên dòng họ chúng ta cùng về nơi đây để chung tay viết nên câu chuyện của tình yêu. Và cũng như đồng thời trong chương trình tiệc mừng trước ngày hôm nay có sự vun vén sự cộng tác của hai gia đình họ trai họ gái để chúng ta tạo nên một bữa cơm rất là vui vẻ, chân tình cũng như cởi mở, sự đầm ấm giữa tình thông gia giữa hai nhà. Đồng thời vị đại diện cho gia đình họ nhà gái cũng mong rằng là tất cả các quý vị chúng ta vì tình thương con và thương mến cháu trong phần đón tiếp của gia đình mà có những phần nào chưa được chu đáo thì mong quý vị chúng ta thông cảm cho gia đình tiếp tục cộng tác để mọi công việc của hai gia đình sẽ được diễn ra tốt đẹp hơn. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin được thay lời cho gia đình họ nhà gái ông bà Trưởng Phong, chúng tôi những người thực hiện chương trình xin được khép lại với chương trình đặt chầu ăn hỏi trong buổi trưa nay đã được diễn ra thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự hiện diện có các quý vị đại biểu đại diện đôi bên gia đình, đôi bên dòng họ, quý khách của gia đình và anh chị em chúng ta đã dành thời gian về dự trong chương trình lễ đặt chầu ăn hỏi diễn ra thành công rực rỡ. Chúc quý vị và gia đình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, an khang và thịnh vượng. Xin dành tràng pháo tay để chúng ta chào chúc và cảm ơn nhau ạ. Đây thì với những cái bắt tay thay cho lời cảm ơn, lời chào với những thịnh tình chân quý của quý cố, quý cụ cao niên, các bậc bề trên, quý ông bà cho bác họ hàng, nội ngoại, họ trai họ gái, quý khách của gia đình và anh chị em đã dành thời gian về dự chương trình lễ đặt chầu ăn hỏi, lễ xin dân cưới đã được diễn ra tốt đẹp cũng như cùng chung vui trong bữa tiệc mừng. Lúc này đây xin hẹn gặp tới tất cả các quý vị, gặp tới
gia đình họ nhà trai trong sự kiện chương trình lễ cookie buổi sáng mai được diễn ra thành công rực rỡ. Thưa quý vị, không gian tiệc cưới của gia đình họ nhà trai chúng tôi, gia đình ông bà Trùng phấn lúc này đây rất là mong muốn được trân trọng đón mời tất cả các quý vị, chúng ta tiếp tục di chuyển về với những tấm bạc hàng ghế của gia đình để được mời nước và được dành những tình cảm rất là trân trọng cùng với những lời chúc phúc của quý vị dành cho chương trình của gia đình trong buổi tối hôm nay. Và trong các phòng cưới của gia đình còn rất nhiều chỗ rộng bên hàng ghế tay trái của ban tổ chức chúng tôi. Vì thế ban lễ tân của gia đình chúng ta sẽ quan tâm được đón mời các quý vị bên ngoài phía cổng hoa của gia đình. Cũng sẽ được nhanh chân dạo bước di chuyển về với gia bà hàng ghế cho mình để được đón nhận với chương trình của gia đình trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng và thưa quý vị, trong khi được chờ đợi sự đông đủ hơn nữa từ tất cả các quý vị, các đại biểu chúng ta được đến với chương trình của gia đình, xin mời quý vị cùng mời nước và tiếp tục được đón nhận với những lời ca tiếng hát của anh em ban nhạc trong chương trình của gia đình trong buổi tối hôm nay. Và sau đây xin mời quý vị tiếp tục đón nhận Khánh Ngọc được trân trọng đến với quý vị chúng ta qua những ca khúc tiếp theo trong chương trình của gia đình. Xin kính mời quý vị chúng ta được đón nghe. Sơ vâng, đến tối chương trình trong buổi tối ngày hôm nay xin được gửi tới quý vị một ca khúc được mang tên Tình Thắm Duyên Quê. Xin quý vị cùng lắng nghe.
chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha, những mẹ già ngồi trông trẻ đùa son dưới rung rung môi cười như thua còn đôi. Một tràng vỗ tay thật nhiều quý vị được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Sẽ thay đổi không khí một chút. Khánh Ngọc xin tới quý vị một nhạc phẩm thánh ca được mang tên Hạt Ngọc Mân Côi Dương Mẹ. Xin quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
thời gian cứ mãi dần trôi, cuộc đời con lênh đênh giữa đường, đường trần gian tăm tối mù mờ, khấn xin mẹ soi đường chỉ lối. Nguyện mẹ thương cho con biết nhận ra và rời xa nơi chốn xa hoa, để cuộc đời được dệt thành bài ca. Cảm ơn tiếng hát của Khánh Ngọc rất là nhiều và cảm ơn với những tình cảm rất là hạnh phúc của quý vị. Các đại biểu chúng ta luôn được trở về với không gian, với tiệc cưới của gia đình họ nhà trai chúng tôi nơi đây để được chung vui, được dành những tình cảm rất là trân trọng và những lời chúc mừng của quý vị cho chương trình của gia đình. Và thưa quý vị, lúc này chúng tôi được cảm nhận rằng với những tình cảm rất là hạnh phúc từ các quý cụ, quý ông bà, cha bác, các vị đại biểu quan khách của gia đình của ông bà Trung Vấn đã luôn được trở về với căn phòng cười rất là trắng lệ của gia đình chúng tôi lúc này để được dành và chung vui chúc phúc cho buổi lễ thành hôn của những người con của mình. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi mời các quý vị đại biểu chúng ta còn bên ngoài căn phòng cưới của gia đình sẽ tiếp tục di chuyển về với giữa hàng ghế, và bên hàng ghế tay trái của chúng tôi còn rất nhiều chỗ rộng. Vì thế ban tổ chức chúng tôi được trân trọng chuyển lời của gia đình kính đón, kính mời sự có mặt của toàn thể quý cụ, quý ông bà, cha bác, các vị đại biểu quan khách chúng ta được trở vào với vị trí hàng ghế để mời nước và được dành những tình cảm rất là trân trọng, những lời chúc mừng của quý vị dành cho chương trình của gia đình. Kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể các bạn bè thanh niên ở gần xa của hai em thân mến, có thể nói rằng hạnh phúc tình yêu của hai em Đinh Trường và Đỗ Mai của gia đình chúng tôi trải qua với những bước đường tìm hiểu rất là chân thành vô tư, để rồi ngày mai đó là ngày hạnh phúc nhất, ngày mà hai em sẽ được về trong một mái nhà và được đón nhận với những tình cảm rất là hạnh phúc, được trở về chung vui dành cho chương trình buổi lễ của hai em trong ngày mai. Và trong buổi tối ngày hôm nay đây thì gia đình họ nhà trai, gia đình ông bà Trung Phấn chúng tôi vui mừng phấn khởi và đầy tự hào để vui mừng được đón nhận với những tình cảm rất là trân trọng để chúc mừng cho gia đình. Và sau đây ban tổ chức chúng tôi xin kính mời quý vị chúng ta cùng mời nước và hướng về với sân khấu của gia đình. Chúng ta sẽ được cảm nhận và đón nhận với nét đẹp hạnh phúc nhất mà gia đình ông bà Trung Phấn chúng tôi vui mừng được đón nhận và được cảm ơn tất cả quý vị được trở về với không gian, với tiệc cưới của gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng tôi xin phép được trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện có mặt của ông bà Trung Phấn cùng với những người con của mình sẽ di chuyển về sân khấu để được ra mắt, và cũng là lời trân trọng kính chào tới tất cả các quý cụ, quý ông bà, cha bác, các vị đại biểu quan khách của gia đình được trở về với không gian với tiệc cưới của gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng ạ, và từ phía cuối cổng hội trường cửa chúng tôi xin được trân trọng chào đón và được kính mời sự hiện diện có mặt của ông bà Trung Phấn, và trân trọng kính mời chú rể cô dâu. Xin kính mời hai em sẽ được di chuyển về với sân khấu của gia đình để được ra mắt và kính chào sự hiện diện đông đủ có mặt của các quý cụ, quý ông bà, cha bác, các vị đại biểu quan khách của gia đình chính thức trở về và hiện diện tại không gian tiệc cưới của gia đình nhà trai chúng ta nơi đây. Và xin quý vị chúng ta nở những nụ cười và cùng nhau nổ những tràng pháo tay nồng nhiệt để được chào đón và trân trọng kính mời sự hiện diện có mặt của ông bà Trung Vấn cùng với người con trai Đinh Trường sẽ di chuyển về với sân khấu để được ra mắt. Kính chào các quý vị đại biểu quan khách của hai gia đình chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay.
Vâng, xin kính mời ông bà cùng với hai con sẽ di chuyển về với sân khấu để được đón nhận với ngày vui, ngày trọng đại nhất của gia đình trong niềm vui trân trọng phấn khởi và hạnh phúc buổi chiều tối ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng chào đón sự hiện diện đông đủ có mặt của toàn thể các quý cụ, quý ông bà, cha bác, các vị đại biểu quan khách của hai gia đình đã hiện diện tại không gian tiệc cưới của gia đình nhà trai của chúng ta. Kính thưa quý vị, trên sân khấu của gia đình nhà trai chúng tôi lúc này vui mừng được cảm nhận với nét đẹp rất hạnh phúc của gia đình ông bà trù phấn cùng với hai con, được cảm nhận với những tình cảm rất hạnh phúc từ các cụ, công, các bà. Quý cô dì, chú bác, các vị đại biểu quan khách chính thức được trở về với gia đình để chung vui và dành cho gia đình. Và ngay sau đây, thưa quý vị, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị cùng đồng hành với những người thực hiện chương trình của gia đình chúng tôi, cùng nhau nổ một tràng pháo tay thật lớn, thật lồng nhiệt để chúc mừng cho gia đình của ông bà trùng phấn chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn quý vị, cảm ơn với những tình cảm hạnh phúc nhất mà quý vị đã được dành cho gia đình của ông bà trùng phấn cùng với hai con. Thưa quý vị, ngày mai đó là ngày trọng đại, ngày hạnh phúc nhất mà hai gia đình được non điệu tổ chức ngày lễ trọng đại cho hai con. Trong buổi tối ngày hôm nay, gia đình của ông bà trùng phấn chúng tôi vui mừng đón mời các cụ, con, các bà, quý cô dì, chú bác, các vị đại biểu quan khách chính thức được hiện diện tại không gian tiệc cưới của gia đình để được dành những tình cảm trân trọng chúc mừng cho gia đình. Và ngay sau đây, thưa quý vị, ban tổ chức chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời lời phát biểu rất là trân trọng của vị đại biểu được đại diện cho gia đình sẽ được trân trọng gửi tới lời cảm ơn, lời trân trọng được kính mời các quý cụ, quý ông bà, cha bác, các vị đại biểu quan khách của hai gia đình chúng ta được trở về với không gian tiệc cưới của gia đình nhà trai chúng tôi nơi đây. Chúc vui và dành chúc mừng cho gia đình ông bà trùng phấn cùng với hai con. Vâng, xin quý vị chúng ta cùng dành tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón lời phát biểu của vị đại biểu được đại diện cho gia đình. Xin trân trọng kính mời ông. Trước hết cho phép tôi thay mời cho ông bà, ông trùng phấn và gia đình xin được trân trọng kính chúc sức khỏe và những lời chào thân thương trong tình cảm của cái ngày lễ. Ngày mai là ngày lễ thành hôn của hai cháu và trong bữa tiệc mừng của ngày hôm nay, một lần nữa xin được trân trọng kính chào tất cả các quý vị. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, cha bác, anh em, các bậc cô dì chú bác, họ hàng nội ngoại, kính thưa các quý vị quý khách là thân tình ân tình của gia đình ông bà ông trùng phấn và bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu. Trước hết xin được cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa, cảm ơn các bậc tiền nhân đã phụ trợ để rồi ông bà ông trùng phấn đã sinh ra được những người con kết duyên cùng với cháu Đỗ Mai của gia đình ông bà ông Trưởng Phong. Các cháu đã được đôi bên cha mẹ nuôi nấng, ấp ủ, dạy dỗ và nay các cháu đã trưởng thành, đã được đôi bên cha mẹ vun đắp non yêu để rồi tiến tới các bước cho các cháu tổ chức cái ngày lễ thành hôn cho các cháu ngày mai. Hai cháu đã được cha xứ trên giáo xứ Ngưỡng Nhân đã ban bí tích hôn phối vào 5 giờ chiều ngày hôm qua, thật là trang trọng và sốt sắng. Trong cái niềm vui ấy, ngày hôm nay ông bà ông trùng phấn đã trọng mời tất cả các cụ ông, các cụ bà, cha bác, anh em, cô dì cậu mợ, các quý vị là thân bằng hữu để cùng về với gia đình ông bà ông trùng phấn hôm nay để chúng ta dùng bữa tiệc, cũng là để mừng cho ông bà ông trùng phấn, chúc phúc cho hai cháu trong cái ngày lễ ngày mai, ngày lễ thành hôn. Và trong cái bữa tiệc ngày mừng hôm nay cũng rất vinh dự cho ông bà ông trùng phấn là được các quý vị, quý ông bà, các cụ đại diện cho họ nhà gái đã dành những thời gian nhận lời mời của gia đình ông bà ông trùng phấn đã về đây cùng với họ nhà cha chúng tôi để cùng chung mừng bữa tiệc và cũng là để chúc phúc cho các cháu để rồi cho ngày mai là cái ngày lễ trọng đại, lễ thành hôn của hai cháu. Và giờ đây
Tôi thấy rằng được cái sự hiện diện của quý cụ, của ông bà và toàn thể các quý vị, các bậc cô dì, chú bác, các vị quý khách đã dành cho tình cảm ông bà, ông Trùng Phấn và đặc biệt trong bữa tiệc hôm nay thật là ân tình, ấm áp. Đây là một điều vô cùng quý, cũng không biết cái gì nói hơn. Thay lời cho ông bà Trùng Phấn chỉ biết những lời cảm ơn và chúc phúc. Và giờ này để đi vào phần đáp lại những cái tấm lòng của các quý vị đã dành những thời gian về với gia đình ông bà Trùng Phấn trong ngày lễ mừng, tiệc mừng hôm nay, để cùng với gia đình của hai họ để chuẩn bị cho ngày mai và để đáp lại cái tấm lòng của tất cả quý vị, thì trước khi vào dùng bữa tiệc, tôi được phép được nguyện dấu để chúng ta cùng nâng những ly rượu chúc mừng cho ông bà Trùng Phấn và chúc phúc cho các cháu. Và xin trước khi giờ này, tôi xin được các quý vị hợp ý với tôi để nguyện dấu để chúng ta cùng nâng cốc. Xin Đức Chúa Trời làm phép, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Này Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin trân trọng kính mời tất cả các quý vị chúng ta cùng nâng cốc để dự bữa tiệc, để chúc mừng cho ông bà Trùng Phấn cũng như chúc phúc cho hai cháu trong ngày lễ thành hôn ngày mai. Xin được cảm ơn lời phát biểu rất là trân trọng của vị đại biểu được đại diện cho gia đình, cũng như là cảm ơn với những tình cảm hạnh phúc nhất bà quý cụ, quý ông bà cha bác, các vị đại biểu quan khách đã về dự chung vui và dành cho gia đình chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Lời phát biểu của vị đại biểu được đại diện cho gia đình ông bà Trùng Phấn được nói nên, được cảm tạ với những tâm tình của các quý vị, các đại biểu đã về dự chung vui dành cho gia đình họ nhà cha chúng tôi. Và đáp lại với tình cảm đó, gia đình nhà cha trong buổi tối hôm nay đã được tổ chức tiệc mừng trân trọng để đón mời các quý vị. Và như vậy là vừa rồi thì lời phát biểu cũng là lời nguyện phép của vị đại biểu được đại diện cho gia đình, lời trân trọng đón mời quý vị chúng ta được hiện diện dành cho gia đình chúng tôi trong bữa tiệc của buổi tối hôm nay. Và thưa quý vị, bữa tiệc của gia đình chúng tôi đã được sẵn sàng, và sau đây xin được trân trọng kính mời vị đại biểu của gia đình cũng như là sự hiện diện có mặt của bố mẹ, đó là ông bà Trùng Phấn cùng với hai con Đinh Trưởng và Đỗ Mai, và cùng với tất cả quý vị quan khách ở phía dưới ạ, chúng ta sẽ được ra rượu, ra bia đi ạ, và cùng với gia đình họ nhà cha chúng tôi sẽ cùng cung ly rượu hồng và được chúc mừng cho gia đình, chúc mừng cho hạnh phúc tình yêu của hai em Đinh Trưởng và Đỗ Mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng nâng cốc ạ, và cùng với vị trưởng đoàn của gia đình nhà cha chúng tôi cũng như là cùng với ông bà Trùng Phấn cùng với hai con và ban tổ chức chúng tôi sẽ được bắt nhịp cùng hô vang với lời chúc mừng hạnh phúc của gia đình ông bà Trùng Phấn ạ. Hai dô một chúc mừng ạ. Một hai ba dô, hai ba dô, hai ba chúc mừng hạnh phúc ạ. Xin mời quý vị và chúc mừng hạnh phúc của hai em Đinh Trường và Đỗ Mai. Chúc mừng hai gia đình của ông bà, chúc mừng hạnh phúc của hai em. Và xin cảm tạ quý vị, cảm ơn những tình cảm trân trọng mà quý vị được dành cho gia đình chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn ông Tránh, cảm ơn bố mẹ của chú rể, cảm ơn hai em. Và cảm ơn tất cả quý vị đã dành khoảng thời gian và chúc mừng cho gia đình. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng nâng ly rượu, chúc quý vị chúng ta bữa tiệc của gia đình được ngon miệng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.
cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền lên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng, cho đôi vợ chồng lên mối duyên trầu cao. Ô vui quá cha bà con ơi, nhà trai là hăng hái khi bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc tình vầy trong ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm năm mà này đó cưới luôn cho thằng này sao. Anh tính cái cho rồi chứ tôi với anh đây mầm xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới để hiền xinh quá chị xui ơi. Chứ ngày hôm nay chuyện sắc nhỏ nó thăm ai lầu, nếu tiện cái tội mình tính luôn chuyện gì với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức phút giây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ok. Ôi vui quá cha anh ơi, ôi vui quá cha.
mời các quý vị, các cụ, các bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè được trở về với không gian tiệc mừng của gia đình để chung vui, dành chúc mừng gia đình trong buổi tiệc của buổi tối hôm nay. Cho phép ban tổ chức xin phép được thay lời cho gia đình trân trọng được cảm ơn với những tình cảm rất là hạnh phúc mà các quý vị đại biểu chúng ta được trở về cùng gia đình họ nhà trai chúng tôi trong buổi tối hôm nay để vui mừng được dành những tình cảm rất là trân trọng và một bữa tiệc rất là hạnh phúc của gia đình. Xin được kính mời các quý vị, các đại biểu chúng ta tiếp tục được mời nước. Và giờ đây xin đề nghị với tất cả anh em trong ban lễ tân của gia đình, chúng ta tiếp tục quan tâm để được giúp đỡ cho gia đình triển khai trà thuốc nước để sẵn sàng đón và kính mời các quý vị đại biểu được trở về với gia đình để chung vui dành cho gia đình chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta cùng mời nước và ban tổ chức xin phép được kính mời một vị đại biểu được đại diện cho các vị quan khách hiện diện tại không gian tiệc cưới của gia đình lúc này sẽ di chuyển về vị trí sân khấu để có lời phát biểu lời chúc mừng tới ngày vui, ngày phúc của gia đình ông bà trùng phấn cùng với hạnh phúc của hai con trong buổi tối hôm nay. Xin kính mời vị đại biểu được đại diện cho gia đình ông, các đại biểu của gia đình lúc này sẽ có lời phát biểu lời chúc mừng cho gia đình ông bà trùng phấn. Xin trân trọng kính mời. Lời đầu tiên tôi xin gửi tới quý cụ, quý ông bà, quý vị quan khách của gia đình ông bà trùng phấn lời kính chúc sức khỏe, bình an và một lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Và xin kính mời toàn thể quý vị hãy tiếp tục dùng bữa để chung vui với gia đình cũng như mừng hạnh phúc cho hai cháu và được ban tổ chức giới thiệu có đôi lời phát biểu cũng như là góp vui chương trình văn nghệ mừng hạnh phúc cho hai cháu tình trưởng Đỗ Mai. Vậy mở đầu chương trình văn nghệ, tôi xin gửi tới toàn thể quý vị một là nhạc phẩm của nhạc sĩ Giang Ân, ca khúc có tựa đề Bao La Tình Chúa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tình Chúa yêu con mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vô về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Ân Chúa xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa rất dịu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Xa xôi ngày tháng em trôi, yêu thương như suối dòng, mặn lòng như ngàn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, rất dịu con bước trong đời. Từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con. Tình con trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa rất dịu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ tròn nơi hứa chung kiên.
còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Con dân cuộc sống mương này bao nhiêu thay đổi thân trầm, nguyện cầu cho đời con mãi giữ cho nơi hứa chung kiên, nguyện cầu ơn trên gìn giữ tấm lòng con mãi chân tình, còn niềm tin chung kiên, còn niềm tin chung kiên. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Và xin được thay lời cho một số quý cụ, quý ông, quý bà của toàn thể các quý vị chân thành cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của ông bà chủ phấn trong bữa tiệc thân mật, thanh đạm, ngon miệng và tràn đầy niềm vui. Xin chân thành cảm ơn ông bà trùm và kính chúc ông bà trùm phấn và gia đình ngày mai tổ chức lễ thành hôn cho hai con được thành công tốt đẹp. Chúc hai cháu Đình Trưởng, Đỗ Mai trăm năm hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được kính mời các quý vị đại biểu chúng ta lời nước. Và thưa quý vị, lời phát biểu cảm ơn sau đây của vị đại biểu đại diện gia đình nhà trai sẽ được nói và cảm ơn tới tất cả quý vị. Trước hết, tôi gửi lời quý cụ, quý ông, quý bà, cậu mợ, cô dì, chú bác và các vị khách quý gần xa một lời chúc sức khỏe đẹp nhất. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, cậu mợ, cô dì, chú bác và các vị khách quý gần xa, thật tối nay gia đình chúng con rất là vinh hạnh được quý cụ, quý ông, quý bà, cậu mợ, cô dì, chú bác đã bớt chút thời gian vàng ngọc cùng tới gia đình chúng con để cùng tham gia góp ý để chuẩn bị trăm năm hạnh phúc ngày mai cho thành công và tốt đẹp. Vậy sở dĩ hôm nay gia đình chúng tôi có sự chào mời và tiếp đón tất nhiên cũng chẳng tránh khỏi những điều thiếu sót, mong thông cảm cho gia đình chúng tôi trước khi dừng lời. Tôi xin chúc quý cụ, quý ông, quý bà và toàn thể các vị khách quý gần xa có một sức khỏe bình an và hạnh phúc. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu của vị đại biểu của gia đình đã được gửi tới lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các cụ, các bà, quý cô dì, chú bác, các vị quan khách của gia đình. Bước quay về yêu nhau, yêu đi em cho đời vang lên tiếng cười. Hãy mang yêu thương chôn vùi đi nỗi đau buồn và cho nhau